Xin chào các em, chào mừng các em đến với sách tiếng Anh lớp 10, sách giáo khoa. Ở trong sách tiếng Anh lớp 10, mình sẽ có 10 unit và 4 bài ôn tập. Hôm nay mình sẽ bắt đầu với unit 1, Family Life, là cuộc sống về gia đình. Các em đến với bài đầu tiên, Listen and Read. Quan sát vào bức tranh thì mình thấy có hai nhân vật. Một bạn thì đang nấu ăn đúng không ạ? Và một bạn thì đang cầm quả bóng đến giống như là rủ đi chơi. Bây giờ các em sẽ cùng lắng nghe bài đọc nhé. Track 2. Unit 1. Family life. Page 8. Getting started. Household chores. Activity 1. Listen and read. Hello, Min. Hi, Nam. How are you? I'm going to play football at our school's sports field with a few friends this evening. Are you free to join us? I'd love to, but I'm afraid I can't. I'm preparing dinner. Really? Doesn't your mum cook? Oh, yes. My mum usually does the cooking, but she's working late today. How about your sister, Lan? Does she help with the housework? Yes. She often helps with the cooking, but she can't help today. She's studying for her exams. I see. I never do the cooking. It's my mother's job. Really? So how do you divide the household chores in your family? Mum is the homemaker, so she does the chores. My dad is the breadwinner. He earns money. And we, the kids, study. Well, in my family, we divide the housework equally. Mum usually cooks and shops for groceries. Dad cleans the house and does the heavy lifting. What about you and your sister? My sister does the laundry. I do the washing up and put out the rubbish. We also help with the cooking when our mum is busy. That sounds fair. Anyway, I have to go now. See you later. Bye. Have fun. Ok, rồi các em vừa lắng nghe đoạn hội thoại giữa Minh và Nam. Bây giờ mình sẽ tập trung một số cụm từ quan trọng nhé. Rồi, I'm going to play football. Là tớ đang chuẩn bị chơi bóng đá. At our school sports field. School sports field là khu vui chơi thể thao ở trường. With a few friends, với một vài người bạn this evening, tối nay. Are you free to join us? Có nghĩa là, are you free to join us? Có nghĩa là bạn có rảnh để tham gia với chúng mình không? I'm afraid I can't. Tớ e rằng tớ không thể tham gia. I'm preparing dinner. Tớ đang chuẩn bị bữa tối. Doesn't your mom cook? Mẹ của bạn không nấu ăn sao? My mom usually does the cooking. Mẹ của tớ thường là người thường làm công việc nấu ăn. But she's working late today. Nhưng mà hôm nay thì mẹ của tớ phải đi làm về muộn. How about your sister Lan? Vậy còn chị gái Lan thì sao? Does she help with the housework? Cô ấy có giúp đỡ công việc nhà không? Yes, she often helps with the cooking. Cô ấy cũng thường xuyên giúp đỡ với công việc nấu ăn. But she can't help today. Nhưng mà cô ấy không thể giúp đỡ ngày hôm nay được. She's studying for her exams. Cô ấy đang học cho kỳ thi này. I never do the cooking. It's my mother's job. Tớ thì không bao giờ làm công việc nấu ăn cả. Đó là công việc của mẹ tớ. How do you divide the household chores in the family? Vậy bạn chia công việc nhà như thế nào? Mình có household chores là công việc nhà. Rồi, mom is homemaker. Mẹ mình thì là homemaker, là người nội trợ. So she does the chores. Vì vậy là cô ấy làm các công việc nhà này. My dad is a breadwinner. Mình có từ breadwinner là người trụ cột. He earns money. Ông ấy kiếm tiền. And we, và chúng tôi, the kids, những đứa trẻ thì study, chỉ có học thôi. In my family, we divide the housework equally. Mình có từ equally là mà một cách cân bằng, công bằng. Chúng ở gia đình của mình thì chúng mình chia cái công việc nhà một cách công bằng. Mom usually cooks and shop for groceries. Rồi, mẹ thì thường là người nấu ăn và mua thực phẩm này.
Dad cleans the house. Bố thì dọn dẹp nhà cửa and does the heavy lifting. Mình có từ heavy lifting là những công việc nặng nhọc. What about you and your sister? Rồi, về bạn và chị của bạn thì sao? My sister does the laundry. Chị của tôi thì làm công việc giặt giũ này. I do the washing up and put out the rubbish. Ở đây mình có từ rubbish là rác. Tớ thì làm công việc rửa bát và vứt rác này. We also help with the cooking when our mom is busy. Chúng mình cũng giúp đỡ công việc nấu ăn khi mà mẹ của chúng mình bận rộn. That sounds fair. Nó có vẻ như là công bằng đấy. Ok, rồi. Qua bài đọc này thì các em lưu ý cho cô một số cụm từ quan trọng nhau đây nhé. Từ đầu tiên là từ tiêu đề household chores. Household chores là các công việc nhà này. Tiếp này, preparing dinner là chuẩn bị bữa tối này. Working up late. Working late. Đi làm về muộn này. Ok, homemaker là ai? Homemaker là người nội trợ này. Breadwinner là người trụ cột. Do the laundry là làm công việc giặt giũ này. Washing up là làm công việc rửa này, rửa bát này. Put out the rubbish là vứt rác này. Đó, khá là đơn giản thôi. Mình sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo nhé. Rồi, ở đây mình sẽ có đọc lại đoạn đối thoại và quyết định xem những câu dưới đây là true hay là false. Nam's mother is cooking now. Có phải mẹ Nam đang cooking không? Đang nấu ăn không? No. Mẹ Nam đang như nào nhỉ? Working late today, đúng không? Everybody in Nam's family does some of the housework. Tất cả mọi người ở trong gia đình của Nam thì làm một vài công việc nhà, đúng không? True, đúng rồi. Bố thì làm gì các bạn nhớ không nào? Daddy. Bố thì làm gì? My dad. Heavy lifting này. Ok. Rồi. Mẹ thì làm gì? Cooking and shop for groceries này. Rồi. Three nè. The children in Ming's family don't have to do any housework. Đúng chưa? Những đứa trẻ trong gia đình của Ming thì không cần phải làm công việc nhà, đúng không? Yes. Mà chỉ làm gì thôi? Study. Rồi, bây giờ các em sẽ hoàn thành các cụm đây nhé. Mình có từ put out the rubbish. Put out the rubbish là vứt rác này. Laundry là giặt giũ này. Do the laundry nhá. Shop for grocery này. Là mua thực phẩm này. Do the heavy lifting là làm công việc nặng nhọc này. Và do the washing up, làm công việc rửa dọn này. Các em nhớ các cụm nhé. Với bài này thì mình sẽ hoàn thành hai câu này. I'd love to, but I'm afraid I can't. Nhưng mà tôi e rằng tôi không thể. Mà bởi vì sao? I am preparing. Preparing dinner là tôi đang chuẩn bị bữa tối này. My mom usually does, mình phải chia động từ nhé, does the cooking, but she is working late today. Nghĩa là bình thường thì cô ấy đều nấu ăn nhưng mà hôm nay thì làm về muộn, đúng không? Usually là thường thường thì mình sẽ sử dụng thì hiện tại đơn. Ngày hôm nay đang làm về muộn thì mình sẽ dùng hiện tại tiếp diễn nhé. Rồi, bắt đầu sang chương trình lớp 10, các em để ý hơn về phần pronunciation bởi vì mình sẽ có bài tập liên quan đến trọng âm và phát âm nhé. Nên là hôm nay mình sẽ tập trung vào ba âm, đó là b, r, b, cr và tr. Rồi các em cùng đọc các một số từ dưới đây này. Breadwinner, breakfast, brown, crash, cream, cream, track, tree, train. Bài tập này mình sẽ nghe một câu và khoanh tròn vào từ mà chúng mình nghe thì nhé. Track 4, Unit 1,
Family Life. Page 9. Language. Pronunciation. Burr, cur, and tur. Activity 2. Listen to the sentences and circle the words you hear. 1. I'm worried he's going to crash his car. Crash. 2. The train is moving fast. The train. 3. I usually have bread for breakfast. Bread for breakfast. Rồi, bài tập này rất quan trọng mà các em cần phải nắm được nhé. Đó là mình sẽ hiểu định nghĩa và từ số các từ vựng từ 1 đến 5 và sau đó mình sẽ nối với định nghĩa của nó bằng tiếng Anh. Rồi, đầu tiên mình có breadwinner. Rồi mình sẽ đọc định nghĩa trước nhé. Và sau đó mình sẽ nối sang với từ nào, mình sẽ đọc từ vựng từ 1 đến 5 trước này. Breadwinner là gì? Người trụ cột này. Housework là công việc nhà này. Groceries là thực phẩm này. Homemaker là người nội trợ này. Heavy lifting là công việc nặng nhọc này. Walk around the house such as cooking, cleaning or washing clothes. Những công việc mà xung quanh ngôi nhà giống như là nấu ăn này, dọn dẹp này, hay là tập rũ này, thì là gì? Housework. Đúng chưa? Rồi tiếp. Food and other goods sold at the shop or supermarket. Những cái đồ ăn hay là thực phẩm mà được bán ở cửa hàng hay siêu thị thì gọi là groceries. Rồi, tiếp này, a person, người, một người who manage a home, người mà quản lý ngôi nhà, and often raise children instead of earning money. Mà cái người mà chịu trách nhiệm là chăm sóc những đứa trẻ thay vì là kiếm tiền thì sẽ gọi là gì? Homemaker. Tiếp nào, picking up and carry heavy objects. Nào, nghĩa là mình sẽ nâng những cái vật đồ vật nặng nhọc lên thì mình có từ heavy lifting. Còn lại là cái người mà kiếm tiền, earn money to support their family. Người mà kiếm tiền lo cho gia đình thì gọi là trụ cột, breadwinner. Tiếp, mình sẽ hoàn thành bài này nhé. My mother is a, she doesn't go to work, but she stay at home to look after the family. Không đi làm mà ở nhà chăm lo cho gia đình thì gọi là gì? A homemaker, người nội trợ. When I lived in this city, khi mà tôi đã sống ở thành phố này, I used to shop for gì? Grocery và thực phẩm này. In the supermarket, my eldest son, con trai lớn của tôi, is strong enough, là khỏe mạnh, đủ khỏe mạnh để có thể làm công việc gì? Do the heavy lifting for the family. Hannah hates doing except for cooking. Hannah gets the doing household chores. Mr. Lewis is a family, but she still helps his wife with the housework whenever he has time. Là gì của gia đình mà vẫn giúp vợ công việc nhà? Breadwinner, người lao động chính. Rồi, trên đây cô vừa hướng dẫn các em phần bài học đầu tiên. Các em ghi nhớ các từ vựng, cấu trúc, các cụm từ, ví dụ như put out the rubbish, shop for the groceries. Nó sẽ là một cụm, từ cụm nhé. Buổi sau thì cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em về phần này, present simple and present continuous. Hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo nhé. Bye bye.